Và tiếp theo xin mời khoa tai mũi họng. Kính chào quý ban giám đốc, quý ban giám khảo cùng toàn thể quý anh chị đồng nghiệp. Hôm nay tôi rất vinh dự được chia sẻ với mọi người về biểu tượng văn hóa đặc trưng Việt Nam, áo dài. Áo dài có một bề dày lịch sử lâu đời, xuất phát từ thời kỳ Lê Trung Hưng trước thế kỷ 18, là sự kết tinh giữa nền văn hóa Á Âu và phương Tây. Đây không chỉ là một trang phục mà còn là biểu tượng của sự duyên dáng thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ Việt Nam. Chính vì thế, hình ảnh người phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài không chỉ trở thành biểu tượng của văn hóa truyền thống mà còn thể hiện sự tôn trọng, niềm tự hào về di sản văn hóa của dân tộc. Cùng với xu hướng thời trang, sự ra đời của áo dài cách tân đã dung hòa tiếp tục truyền thống và phong cách hiện đại. Các nhà thiết kế đã tạo ra nhiều phiên bản áo dài mới, các chi tiết màu sắc đa dạng, phù hợp phong cách và cá tính riêng của người mặc. Ngày nay, áo dài truyền thống cũng như áo dài cách tân vẫn luôn là trang phục phổ biến trong các dịp lễ và những sự kiện đặc biệt. Bên cạnh đó, áo dài cách tân đang dần xuất hiện trong xu hướng thời trang hàng ngày nói chung và xu hướng công sở nói riêng. Là một bác sĩ làm việc trong môi trường bệnh viện, tôi đã chọn áo dài cách tân với thiết kế phù hợp với tính chất công việc và nhu cầu của mình. Trang phục của tôi được làm từ lụa, một chiếc vải nhẹ linh hoạt, không những mang lại sự thanh lịch mà còn đem lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng vận động. Với tính năng thoải mái và linh hoạt của áo dài cách tân, chúng ta có thể khuyến khích mọi người lựa chọn áo dài là trang phục trong những sự kiện, đặc biệt tại bệnh viện như lễ Tết, hội nghị, hội họp, tuần lễ áo dài. Và cuối cùng, tôi hy vọng rằng thông qua bài thuyết trình, quý đồng nghiệp và các bạn có thể thêm một khía cạnh khác về vẻ đẹp và ý nghĩa của áo dài Việt Nam. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.